qua 60 năm hình thành và phát triển, 26 tháng 12 năm 1961, 26 tháng 12 năm 2021. Mỗi năm, Ngày Dân Số Việt Nam luôn là dịp để mọi người cùng nhìn lại chặng đường với những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác dân số, cũng như chuẩn bị cho những kế hoạch và định hướng trong thời gian tới. Qua 46 năm thực hiện chương trình kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đã đạt được thành công trong việc kiểm soát mức sinh, giảm tốc độ gia tăng dân số đồng thời. Cơ cấu dân số Việt Nam cũng có nhiều thay đổi quan trọng. Việt Nam đã chính thức bước vào thời kỳ dân số vàng từ năm 2007 và tuổi thọ của người dân không ngừng được nâng cao. Hiện nay, đặc thù cơ cấu dân số Việt Nam cho chúng ta thấy một bức tranh vừa đầy những sự thuận lợi về nguồn nhân lực, song cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho công tác dân số hiện nay và trong tương lai. Theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng khi nhóm dân số có khả năng lao động từ 15 tới 64 tuổi chiếm tỷ lệ cao khoảng 69% tổng dân số. Tuy nhiên, giai đoạn này chỉ xuất hiện một lần và thời gian kéo dài hay ngắn phụ thuộc vào việc điều chỉnh mức sinh. Hiện nay, mức sinh ở Việt Nam đang giảm nhanh. Năm 2006, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh thay thế, tổng tỷ suất sinh 2,1 con và từ đó đến nay, mức sinh luôn dưới mức sinh thay thế. Do đó, nếu không tận dụng được thời kỳ cơ cấu dân số vàng, Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn về nguồn lực lao động khi sau thời kỳ cơ cấu dân số vàng là thời kỳ già hóa dân số và thời kỳ dân số già. Bên cạnh đó, Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Việt Nam có tỷ số giới tính khi sinh là 112,2 bé trai trên 100 bé gái. Hiện tượng biết trước giới tính thai nhi ngày càng phổ biến. Tỷ lệ phụ nữ mang thai biết trước giới tính thai nhi là 83%. Sự mất cân bằng giới tính khi sinh do nhiều nguyên nhân, trong đó có ảnh hưởng của nho giáo, bất bình đẳng giới, lạm dụng kỹ thuật. Tình trạng này không được cải thiện sẽ ảnh hưởng lớn đến cấu trúc dân số trong tương lai. Đương nhiên sẽ dẫn đến sự phát triển không bền vững về mặt xã hội. Năm 2008, sau khi giải thể hệ thống Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em các cấp, bộ phận làm công tác dân số thành phố được bàn giao về Sở Y tế. Ngày 25 tháng 7 năm 2008, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 3184 trên QĐ UBND về thành lập chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế. Đến ngày 21 tháng 4 năm 2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành quyết định số 1678 trên QĐ UBND thành lập Ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Trong nhiều năm qua, việc phối hợp giữa chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ban ngành, đoàn thể thành phố về hỗ trợ tuyên truyền, vận động thực hiện các chính sách, chuyên đề về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số luôn được đẩy mạnh và tiếp cận rộng rãi đến các nhóm đối tượng dân cư trên địa bàn thành phố. Là một trong hai đô thị lớn nhất cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những thách thức cần giải quyết về công tác dân số. Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dân số Thành phố Hồ Chí Minh là 8.993.082 người, năm 2020 là 9.224.754 người và mật độ dân số là 4.292 người trên 1 km vuông. Qua 5 năm triển khai thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020, thành phố đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra, các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời và việc chăm sóc toàn diện sức khỏe sinh sản được triển khai thực hiện tốt. Tỷ số giới tính khi sinh luôn được duy trì ở mức cân bằng, các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng được chú trọng và đạt được những hiệu quả nhất định. Về cơ cấu dân số, tỷ trọng dân số từ 15 đến 64 tuổi chiếm 75,5%, tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi và từ 65 tuổi trở lên đạt 18,9% và 5,6%. Tỷ số giới tính khi sinh hàng năm được duy trì ở mức hợp lý từ 106 đến 107 trẻ trai trên 100 trẻ gái. Về chất lượng dân số, các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được tăng cường. Tuổi thọ trung bình của người dân thành phố là 76,6 tuổi, so với cả nước là 73,6 tuổi. Về công tác tuyên truyền, giáo dục dân số, toàn thành phố có 9 điểm tư vấn miễn phí sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân
và 254 câu lạc bộ tiền hôn nhân triển khai đến tận các địa bàn quận, huyện, phường xã, thị trấn và trường học. Về dịch vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình, 100% phường xã, thị trấn có trạm y tế, đảm bảo sự có mặt thường xuyên của các bác sĩ, nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi, 100% khu phố, ấp có cộng tác viên dân số, kế hoạch hóa gia đình. Trong giai đoạn 2016-2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều chính sách về nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời nhằm phát hiện, can thiệp và điều trị sớm các bệnh tật, các rối loạn chuyển hóa, di truyền ngay trong giai đoạn bào thai và sơ sinh. Sau 5 năm, tỷ lệ bà mẹ đang mang thai được sàng lọc trước sinh và tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thì từ năm 2007, Bệnh viện Từ Dũ đã tiến hành xây dựng các đề án về sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam do bệnh viện phụ trách. Các chương trình gồm có như là đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, về kỹ thuật, về xây dựng mạng lưới cộng tác viên để truyền thông, thực hiện chuyên môn, kỹ thuật về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, rồi thực hiện công tác giám sát, hướng dẫn, đào tạo lại. Thì đến nay đã thu được nhiều cái kết quả rất là khả quan. Hầu như tất cả các cơ sở y tế mà có khám chữa bệnh về sản phụ khoa đều có thể thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn về sàng lọc trước sinh như là siêu âm, như là xét nghiệm. Cho nên gần như là tất cả các trẻ sơ sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh này đều được xét nghiệm sàng lọc sơ sinh. Còn các thai phụ đều tham gia vào cái chương trình sàng lọc trước sinh. Và đặc biệt gần đây thì trong năm 2020 vào cái thời điểm dịch đó, thì Bệnh viện Từ Dũ cũng đã triển khai một cái xét nghiệm, đó là sàng lọc sơ sinh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Cái xét nghiệm này nó quý giá ở chỗ là chỉ cùng một cái mẫu sàng lọc sơ sinh các bệnh thường quy như đã nói, thì chúng ta chỉ làm thêm được, có thể phát hiện ra được hơn 100 loại bệnh khác nhau cùng một lúc, phân tích được rất là nhiều cái chỉ tiêu, hơn 70 cái chỉ tiêu và hơn 100 loại bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Chúng ta làm được cái vấn đề này thì chúng ta phát hiện ra và chỉ cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho nó, điều trị can thiệp kịp thời là có thể cứu được em bé, mà trả lại em bé cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Năm 2020, số liệu ghi nhận tỷ lệ bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 88,57%. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 85,38%. Bên cạnh đó, tỷ suất thai phụ tử vong hiện ở mức rất thấp so với cả nước. Bình quân trong giai đoạn 2016-2020 ở mức dưới 3,5 ca trên 100.000 ca sinh. Năm 2020, chỉ số này đã giảm xuống còn 2,53 ca, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ suất mắc tai biến sản khoa là 8,15 ca trên 1.000 phụ nữ sinh. Tỷ suất chết sơ sinh cũng đã được giảm xuống đến mức thấp, cụ thể giảm từ 8,4 phần ngàn năm 2016 xuống còn 6,9 phần ngàn vào năm 2020. Đồng thời, tỷ lệ phá thai của người chưa thành niên được kiểm soát ở mức dưới 3%, cụ thể giảm từ 2,6% năm 2016 xuống còn 2% vào năm 2020. Tỷ lệ thanh niên nam nữ chuẩn bị kết hôn được truyền thông tư vấn về nội dung sức khỏe tiền hôn nhân hàng năm đều đạt trên 90%. Trong hơn 10 năm vừa qua, Việt Nam đã đạt được thành công trong việc duy trì mức sinh thay thế. Tuy nhiên, thách thức hiện nay chính là thực trạng chênh lệch mức sinh đáng kể giữa các vùng. Tại một số đô thị nơi có điều kiện kinh tế phát triển đã xuất hiện xu hướng không muốn hoặc là sinh rất ít con, trong khi đó tại những nơi điều kiện kinh tế chưa phát triển, mức sinh rất cao, có nơi trên 2,5 con một phụ nữ. Hiện trên cả nước có 33 tỉnh có mức sinh cao, 21 tỉnh có mức sinh thấp và 9 tỉnh đạt mức sinh thay thế. Mức sinh là một yếu tố cấu thành của dân số, do vậy mà những biến động của mức sinh, dù cao hay thấp, đều có tác động trực tiếp đến quy mô, cơ cấu, phân bố dân số và sẽ tác động sâu sắc đến sự phát triển của đất nước. Là một trong 21 tỉnh thành có mức sinh thấp, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi mà phụ nữ rất ngại sinh con. Mức sinh của Thành phố Hồ Chí Minh theo Tổng điều tra dân số năm 2019 là 1,39 con trên một phụ nữ. Trong thời gian qua, Chi cục Dân số Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan từ thành phố đến cơ sở, thực hiện vận động khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.
có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ thành phố ngại sinh con. Trước mắt là xuất phát từ cái mong muốn chính đáng của những người phụ nữ là họ có thể phát triển tốt nhất với những cái kiến thức và những kỹ năng họ được trang bị. Mà một trong những yếu tố đó là họ sẽ cần cái thời gian để có thể trau dồi thêm kiến thức của bản thân trong nghề nghiệp của mình. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải thừa nhận là vẫn có những áp lực nhất định đối với những người phụ nữ trong việc vừa chăm sóc gia đình mà vừa tham gia vào các hoạt động xã hội. Như vậy thì cái việc mà họ chỉ lựa chọn sinh một con và nuôi dạy cho phát triển tốt nhất song song với việc có thể phát triển bản thân và đầu tư lại tái tạo cho bản thân. Chính sách khuyến khích sinh thì bắt đầu từ chất lượng cuộc sống của người dân. Có nghĩa là khi nào người phụ nữ và bản thân cả những cặp vợ chồng trẻ họ cảm thấy rằng họ có thể nuôi dạy con trong một cái môi trường tốt nhất, được hưởng cái nền giáo dục tốt, được có một môi trường sống và phát triển, và đặc biệt là họ không bị những áp lực phải lo lắng là đứa trẻ của họ có được điều kiện chăm sóc tốt, thì họ sẽ lựa chọn sinh những đứa con mà họ mong muốn. Qua thời gian tuyên truyền vận động, công tác khuyến sinh của thành phố đã có được một số kết quả khả quan, khi kết quả thống kê cho thấy năm 2016 tổng tỷ suất sinh là 1,24, đến năm 2020 là 1,53 con trên phụ nữ, mặc dù vẫn chưa đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra 1,7 đến 1,9 con trên một phụ nữ. Tuy nhiên đây cũng là một tín hiệu đáng mừng cho thấy sự nỗ lực của ngành dân số trong việc thực hiện chương trình này. Một trong những vấn đề đáng lo ngại của mức sinh thấp chính là việc đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số và nguy cơ thiếu hụt lực lượng lao động kế thừa, bên cạnh những nguy cơ về thay đổi cơ cấu dân số và suy giảm quy mô dân số. Dân số đông, biến động dân cư rất lớn, người dân nhập cư đông, các vấn đề liên quan đến dân số và phát triển nhà ở, việc làm, môi trường ô nhiễm, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch bệnh là những áp lực khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về dân số. Trong đó, già hóa dân số là vấn đề lớn nhất mà Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối diện. Theo Tổng điều tra dân số năm 2019, số lượng người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh chiếm 9,35% dân số và tốc độ già hóa dân số diễn ra khá nhanh. Với mức sinh rất thấp trong tương lai gần, thành phố đối mặt với các vấn đề về hệ thống an sinh xã hội dành cho người cao tuổi như bảo hiểm y tế, chế độ chăm sóc sức khỏe, lương hưu, trợ cấp xã hội. Việc già hóa dân số hiện nay đó thì nó một mặt đó, thì làm cho cái người dân trong cái thế hệ gia đình đó, thì được nhiều thế hệ có ông bà, con cháu nó sum vầy. Tuy nhiên về mặt xã hội đó, thì xã hội sẽ chịu một cái áp lực lớn về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Ngoài ra đó thì sở dĩ mà cái già hóa về dân số của Thành phố Hồ Chí Minh đó, cũng một phần do cái đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân đã được nâng lên. Chăm sóc về y tế trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng được đầu tư và được nâng lên rõ rệt. Do đó thì tuổi thọ của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh trung bình là cao so với cả nước. Dĩ nhiên là ở đất nước nào cũng vậy, là muốn cái tuổi thọ của người dân phải được nâng lên. Nó thể hiện, nó đánh giá qua việc là đời sống cũng như là cái dinh dưỡng, rồi cái điều kiện về kinh tế của đất nước đó. Nếu như mà chúng ta làm tốt thì cái tuổi thọ nó sẽ được nâng lên. Tuy nhiên thì khi mà tuổi thọ nâng lên đó, đó là cái gánh nặng về y tế. Cần phải đầu tư, tại vì tuổi lớn thì có nhiều các bệnh lý mãn tính, bệnh lý nền, bệnh lý của người già. Do đó thì cơ sở y tế phải đầu tư thêm nhiều cái hệ thống như là các cái khoa lão học mà hiện nay Bộ Y tế cũng đang triển khai. Đó. Rồi phải đầu tư thêm nhiều nhân lực về y tế để chăm sóc cho người cao tuổi. Do đó thì đây cũng là một phần mà trách nhiệm của ngành y tế phải chăm lo cho cái người cao tuổi. Với sự phát triển kinh tế xã hội và những thành tựu về y học, tuổi thọ của người dân tăng lên, song chúng ta cũng đang phải đối mặt với tình trạng già hóa với tốc độ nhanh nhất thế giới. Dù tuổi thọ trung bình đã tăng lên 73,7 tuổi năm 2020, nhưng số năm sống khỏe mạnh trong cuộc đời lại không cao. Hơn 70% người cao tuổi sống ở nông thôn, khu vực có trình độ phát triển thấp hơn đô thị, phải sống phụ thuộc vào con cái. Những đặc điểm trên làm trầm trọng thêm thách thức về già hóa trong quá trình phát triển. Hiện nay, một trong những mặt hạn chế của công tác dân số
chính là nguồn kinh phí để duy trì các hoạt động truyền thông. Kinh phí đầu tư cho hoạt động truyền thông, giáo dục và dân số trong những năm qua chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết để mang lại hiệu quả, tác động đến các nhóm đối tượng tiếp nhận. Bên cạnh đó, để có thể tiếp cận đa dạng các đối tượng người dân, hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác dân số cần phải được tiếp cận với các nội dung và hình thức cần được cải tiến và phù hợp với xu thế hiện nay. Đây cũng là một thách thức của công tác truyền thông dân số trong thời gian tới. Bên cạnh những cái thành quả đạt được thì công tác dân số của chúng ta trong cái thời gian hiện nay cũng như sắp tới nó cũng phải đối mặt với những cái thách thức mà thành phố cũng phải tập trung giải quyết. Cái đầu tiên đó thì là cái mức sinh của thành phố mình hiện nay là một trong những cái địa phương thấp nhất cả nước. Thì nếu mà chúng ta không có những cái biện pháp can thiệp để làm sao nâng cao mức sinh lên thì sẽ dẫn tới cái chuyện là cái già hóa dân số nó nhanh, và do đó cái giảm cái nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ. Và tất nhiên là như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển về kinh tế xã hội của thành phố. Cái thách thức thứ hai đó, hiện nay là chúng ta vẫn duy trì được cái tỷ số giới tính khi sinh ở một mức cân bằng. Tuy nhiên nếu mà mình không có những cái biện pháp duy trì quyết liệt và sát sao đó thì cái nguy cơ mất cân bằng là điều có thể xảy ra được. Và cái thách thức thứ ba đó là như là một cái đô thị lớn ở trên thế giới cũng như của Việt Nam chúng ta thì thường gặp, đó là cái việc mà dân số nó đông, biến động nhiều. Ngoài ra thành phố chúng ta cũng là một cái trung tâm về kinh tế, về văn hóa của cả khu vực phía Nam. Do đó rất là nhiều bà con ở các địa phương khác đến sinh sống, rồi học tập, rồi lao động. Thì như vậy thành phố chúng ta cũng phải có những cái giải pháp về công ăn việc làm, về trường học, về nhà ở vân vân, để làm sao mà đảm bảo được cái an sinh cho tất cả những lực lượng, không chỉ là người dân tại thành phố mà những cái lực lượng nơi khác đến thành phố chúng ta sinh sống làm việc. Rồi ngoài ra còn vấn đề là môi trường làm thế nào cho nó đảm bảo, rồi an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi dịch bệnh vân vân. Cái thứ tư nữa đó là cái tuổi thọ. Hiện nay tuổi thọ trung bình của người dân thành phố chúng ta là 76,6 tuổi. Tuy nhiên cái tuổi thọ nó cao nhưng mà cái khoảng thời gian mà các người cao tuổi đó phải sống chung với bệnh tật thì nó cũng khoảng sắp xỉ 10 năm. Cái thách thức thứ năm đó thì qua cái đợt dịch Covid vừa rồi đó thì chúng ta thấy rằng là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như tác động đến từng cá nhân, từng gia đình. Và riêng với cái công tác dân số đó thì nó cũng làm ảnh hưởng tới một cái kho dữ liệu về dân số mà Sở Y tế cũng như là Chi cục Dân số Kết quả Gia đình trong thời gian qua đã xây dựng. Do cái việc mà biến động về dân số trước dịch, trong dịch và sau dịch, rồi những cái trường hợp mà không ai tử vong, rồi di chuyển từ nhiều địa phương vân vân, và chưa kể là cái số mà tình nguyện viên của chúng ta đã xây dựng trong thời gian vừa qua nó cũng ít nhiều nó bị ảnh hưởng về số lượng vân vân. Thì điều này nó cũng ít nhiều nó ảnh hưởng đến cái việc quản lý về công tác dân số. Trên cơ sở những cái chỉ đạo của Trung ương, của thành phố cũng như là những kết quả chúng ta đạt được thì định hướng công tác dân số trong thời gian tới của thành phố chúng ta đó là nỗ lực giải quyết cái tình trạng mức sinh thấp của thành phố, là mỗi gia đình nên có đủ 2 con. Cái công việc thứ hai mà chúng ta cũng sẽ tập trung làm đó là tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, tức là cái số cặp vợ chồng mà khám sức khỏe tiền hôn nhân đó càng ngày càng nhiều lên, để làm sao chúng ta phát hiện từ sớm nếu có những vấn đề mang cái bệnh di truyền hoặc là các cái dị tật bẩm sinh vân vân. Và cái nữa là tiếp tục đẩy mạnh và đảm bảo cái chất lượng về cái việc mà sàng lọc trước sinh cũng như là sau sinh có tỷ lệ nó cao hơn. Hiện nay thì chúng ta đã hơn 80%, thì ít nhiều trong những năm tới nó phải đạt được trên 85%. Các bà mẹ cũng như các cháu được sinh ra thì phải được sàng lọc để phát hiện những cái trường hợp bệnh lý để chúng ta có thể điều trị kịp thời.
Một cái việc mà chúng ta cũng phải quan tâm nữa là cái tuổi thọ cũng tương đối cao so với tuổi thọ chung của người dân cả nước, nhưng mà cái tuổi thọ khỏe mạnh thì nó cũng không cao lắm, tức là nó khoảng 66 tuổi thôi. Thì làm sao mà chúng ta phải theo dõi sức khỏe, tạo điều kiện để các cái cụ có điều kiện để chăm sóc sức khỏe và điều trị các cái bệnh mãn tính không lây, là những cái bệnh mà thường gặp ở những người cao tuổi. Ngoài ra còn có những cái biện pháp các ngành các cấp phải quan tâm để đảm bảo về cái tinh thần cho các cụ. Thứ ba nữa đó là làm sao mà chúng ta cũng phải kiểm soát được tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng. Cái thứ tư đó là phát huy tối đa lợi thế của thời kỳ cơ cấu vàng này để phát triển thành phố nói riêng cũng như cả nước nói chung. Trước những khó khăn mà ngành dân số đang phải đương đầu, trong giai đoạn sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh đang không ngừng nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu của công tác dân số hiện nay và trong thời gian sắp tới. Mục tiêu tổng quát, nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp, kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý. Mục tiêu cụ thể, nỗ lực giải quyết tình trạng mức sinh thấp, đẩy mạnh chuyển tải thông điệp truyền thông, mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con. Thực hiện việc kiểm soát tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, phấn đấu duy trì cơ cấu tuổi ở mức hợp lý. Tập trung triển khai thực hiện mở rộng các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng dân số, thúc đẩy phân bố dân số hợp lý, đẩy mạnh khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân số, đẩy mạnh lồng ghép các yếu tố dân số vào xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Phát huy tối đa lợi thế cơ cấu dân số vàng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của thành phố. Thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Việc thực hiện mục tiêu dân số đến năm 2030 là một chiến lược dài hạn đòi hỏi không chỉ có sự nỗ lực của các cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý mạng dân số, mà còn cần có sự chung tay của nhiều đơn vị liên quan. Theo đó, cần phải tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết số 21 NQ-TVK khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, ban hành các nghị quyết, xây dựng kế hoạch dài hạn trung hạn hàng năm để cụ thể hóa các mục tiêu đã đề ra nhằm thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 phù hợp với thực tiễn. Đồng thời cần phải đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, vận động về công tác dân số, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách dân số, đặc biệt cần phát triển mạng lưới, nâng cao chất lượng phục vụ về dân số. Hiện nay về mặt chuyên môn, kỹ thuật thì gần như chương trình sàng lọc trước sinh, sơ sinh để nâng cao chất lượng dân số của Thành phố Hồ Chí Minh hay là của Bệnh viện Từ Dũ nói riêng thì có thể nói là tiệm cận với thế giới. Bên cạnh đó thì vẫn còn một số cái hạn chế nhỏ. Để khắc phục cái hạn chế này, chúng ta cần có một số cái giải pháp. Thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục đào tạo rồi đào tạo lại, có nghĩa là những người trước đây đã đào tạo về thực hành mời lại để đào tạo lại, cập nhật kiến thức chuyên môn, thường xuyên cập nhật cái mới. Và một công việc hết sức là quan trọng đó là giám sát, kiểm tra giám sát về mặt kỹ thuật, về hỗ trợ về chuyên môn. Như vậy thì mới có tạo ra sự tương đối đồng đều về mặt khả năng chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở y tế với nhau. Và nhờ chúng ta triển khai rộng khắp thì mới hy vọng rằng những người dân vùng sâu, vùng xa có thể tiếp cận được. Và một cái vấn đề cuối cùng nữa là về vấn đề chi phí. Hiện nay tất cả những cái xét nghiệm, những cái kỹ thuật về sàng lọc trước sinh và sơ sinh thì vẫn chưa được bảo hiểm y tế, và người dân cũng còn phải chi trả cho việc này. Nó cũng tạo thêm một cái phần áp lực về mặt chi phí cho những người lao động, đặc biệt là những người có lao động thu nhập thấp. Tôi nghĩ là chính sách khuyến sinh của thành phố trong thời gian tới là một cái nỗ lực rất lớn, không chỉ của cái công tác dân số mà của rất là nhiều ban ngành, để làm sao để người dân cảm giác là họ được chăm sóc tốt nhất, đặc biệt là cho những gia đình trẻ, họ có được một nơi ở định cư một cách vững tin, để từ đó họ xây dựng mái ấm và cả các cặp vợ chồng trẻ sẽ có được cái việc làm ổn định, từ đó họ có thể chăm sóc được con cái phát triển trong môi trường tốt nhất. Bên cạnh đó còn có cái yếu tố là cần phải có cái nâng cao cái kiến thức về bình đẳng giới để những người phụ nữ có thể tham gia được, đảm bảo trách nhiệm trong xã hội, vừa đảm bảo được cái thời gian để tự tái tạo sức lao động trong chính gia đình của họ. Để hạn chế đi cái sự già hóa của dân số thì trong vài chục năm tới thì theo tôi thì
cần phải tính toán lại cái các cái vùng miền, cũng như là đảm bảo cái tỷ lệ sinh đối với các gia đình là phải sinh đủ 2 con. Hiện nay thì một số ở thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, v.v. một số tỉnh thì cái tỷ lệ sinh này là nó thấp hơn so với các tỉnh khác. Nếu như mình điều chỉnh được cái tỷ lệ sinh, đảm bảo là mỗi gia đình khi lấy vợ lấy chồng được 2 con thì nó sẽ tăng lên cái tỷ lệ người trẻ, và trong vài chục năm tới thì cái tỷ lệ giữa già hóa dân số đó nó sẽ rút ngắn lại. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nhấn mạnh việc chuyển đổi mục tiêu, nội dung trọng tâm của chính sách dân số là hoàn toàn cần thiết. Nó làm cho chính sách dân số phù hợp với tình hình dân số thực tế hiện nay và giúp cho công tác dân số hiệu quả hơn. Vì vậy, thay đổi chính sách dân số là nhu cầu cấp bách. Việc chuyển trọng tâm này nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề dân số cả về quy mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số. Kết luận 119/KL/TW cũng chỉ rõ các nội dung gồm duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng cơ cấu dân số vàng, thích ứng với quá trình già hóa dân số, điều chỉnh phân bố dân số hợp lý, nâng cao chất lượng dân số. Từ năm 1961 đến năm 2019, dân số Việt Nam tăng gấp hơn 3 lần. Con số này thấp hơn nhiều so với các dự báo trước đây nhờ vào việc thực hiện tốt chương trình kế hoạch hóa gia đình. Số con trung bình được một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã từ 6,3 con xuống 1,99 con. Tỷ lệ tăng dân số giảm từ 3,5% xuống còn 1,04%. Tuổi thọ bình quân khá cao đạt 73,5 tuổi vào năm 2018. Với những kết quả đạt được trong suốt thời gian vừa qua, công tác dân số đã chung tay đóng góp trong việc cải thiện đời sống người dân, giảm tình trạng đói nghèo, tăng cường bình đẳng giới, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trước sự phát triển không ngừng của kinh tế, cũng như những biến động của xã hội, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, ngành dân số đặt ra mục tiêu với những tầm nhìn xa hơn nữa trong việc định hướng xây dựng các chính sách dân số trong giai đoạn 2021-2030. Một trong những nội dung trọng tâm chính là đẩy mạnh hơn nữa những công tác tuyên truyền, vận động người dân sinh đủ 2 con, nâng cao chất lượng dân số giai đoạn đầu đời và chuẩn bị trước các phương án để thích nghi với vấn đề già hóa dân số sẽ diễn ra trong những thập kỷ tiếp theo.